Thưa quý vị và các bạn, xuất thân trong gia đình làm nghề thủ công truyền thống, anh Nguyễn Đình Hưng đã bén duyên với nghề trong hơn 30 năm qua. Cùng với sự tận tụy trong công việc, mạnh dạn sáng tạo, giữ gìn tinh hoa nghề, anh Hưng đã làm ra những sản phẩm truyền thống từ tre của địa phương có sức hút đối với khách hàng, đặc biệt là trong các kỳ lễ hội Festival Huế. Anh Hưng cho biết, tre rất đổi gần gũi và thân quen với người Việt, tre lưu giữ hồn Việt, gợi nỗi nhớ làng quê và tạo cảm giác bình yên cho bất cứ không gian nào được trang trí bằng vật liệu này. Do vậy, những sản phẩm của tôi từ sáng tác và làm ra chủ yếu trang trí cho không gian ngôi nhà Việt và cả mặt hàng lưu niệm tinh xảo mang đậm bản sắc văn hóa Huế như tháp Phước Duyên, chùa Linh Mù, Ngọ Môn, Cửu Vị Thần Công. Sản phẩm của tre Việt không chỉ đơn thuần mang tính nghệ thuật mà qua tre còn mang tính giáo dục, giúp con người hiểu biết thêm về cội nguồn của dân tộc. Để có sản phẩm đẹp, anh phải phác họa rồi lên khung, tự tay chọn nguyên liệu tre phù hợp, tạo hình từng chi tiết nhỏ nhất để hoàn chỉnh sản phẩm. Không riêng tôi và tất cả các nghệ nhân khác đều cũng muốn gìn giữ và phát huy cái nghề truyền thống, phát triển lên càng ngày càng nhân rộng cái mô hình, nhân rộng về từ cái sản phẩm từ tre đa dạng khác nhau, những cái sản phẩm để mã sử dụng các xã hội chứ đáp ứng theo nhu cầu của xã hội. Nghệ nhân Nguyễn Đình Hương quan niệm, nghề phải tinh, sản phẩm tạo ra phải là sự kết tinh của sự sáng tạo, niềm say mê nghề nghiệp và mong muốn lan tỏa đến với nhiều người. Trong đó, cái lo sợ nhất của người làm nghề truyền thống là nghề bị mai một theo thời gian, nên anh Hưng chủ tâm truyền nghề cho những người yêu thích với mong muốn nhân rộng và phát triển để có nhiều người giữ gìn nghề truyền thống mỹ nghệ bằng tre. Với mong muốn hỗ trợ phần nào cho những người kém may mắn trong cuộc sống, anh đã tạo dựng cơ sở tre Việt để đào tạo nghề và truyền nghề cho gần 30 em khuyết tật và mồ côi ở trường khuyết tật Thủy Biều và trung tâm đào tạo nghề Hy Vọng. Sau khi học nghề, các em nhận gia công sản phẩm cho tre Việt, tạo thu nhập từ nuôi sống bản thân. Không dừng lại ở việc sản xuất truyền thống, đào tạo nghề cho người khuyết tật để phù hợp với xu thế phát triển, anh Nguyễn Đình Hưng đã đầu tư nhiều thiết bị máy móc để sản phẩm có tính cạnh tranh hơn. Nhờ những cái công nghệ kết hợp với truyền thống hiện đại thì sản phẩm đã được trau chuộc đẹp hơn theo cái thị hiếu của khách hàng và nhu cầu của khách hàng cần đặt hàng, và làm cho sản phẩm mình được dồi dào hơn mà nhanh gọn hơn. Là người thợ thủ công truyền thống, anh Hưng muốn nghề của mình mãi được tồn tại, nhân rộng và phát triển để ngày càng nhiều người biết đến sản phẩm thủ công Huế, qua đó giới thiệu văn hóa Huế, văn hóa Việt đến với du khách gần xa.